Ok. Của em. Chúc em ngon miệng nha. Xin chào tất cả các bạn, mình là Phượng. Hôm nay thì Phượng đang có mặt tại Mâm Coffee. Và bây giờ mình sẽ thực hiện một cái món đó là rau ua trái cây. Ở đây thì mình sẽ có là một cái ly trái cây. Thì đó là một số những trái cây mà mình yêu thích. Ví dụ như là xoài này, dưa hấu này, mãng cầu này, hay là sapo này. Một số những loại trái cây mà chúng ta yêu thích thì mình sẽ cắt và cắt thành khúc vuông như thế này, như thế này. Và mình sẽ bỏ vào một cái ly nha. Mình sẽ chuẩn bị sẵn một hộp sữa chua này và sữa đặc. Sau đó là một ít siro. Siro này thì mình có thể dùng một cái mùi mà mình yêu thích. Ở đây thì Phượng thích một cái mùi dâu. Thì Phượng sẽ thực hiện một cái mùi dâu nha. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện làm ha. Sau đây thì mình sẽ bóc cái hộp sữa chua này ra và bỏ hết một hộp sữa chua vào một cái ly trái cây này nhé. Mình sẽ dùng thìa như thế này, mình đẩy sẽ cho rua cho nó xuống bên dưới. Ok, chúng ta không cần đẩy quá nhiều, bởi vì đẩy như thế để cho mình có nhìn hình trái cây cho nó đẹp hơn. Sau đấy thì mình sẽ cho đá vô. Cho đá lên. Ok, sau đấy thì mình sẽ cho sữa đặc vô. Sữa đặc thì mình sẽ cho vào khoảng đây, một cái ly của mình đang ở đây đúng không? Mình sẽ cho sữa đặc gần đầy nha. Ok, sau cuối cùng là mình sẽ cho thêm một ít siro lên. Một chút thôi nha, để cho có màu đỏ đẹp. Hoàn thành. Chúng ta đã có một cái ly như thế này. Chúng ta sẽ làm một cái hình trái tim thì là đẹp. Ok. Xem ở đây. Chúng ta vừa hoàn thành xong một ly sữa chua trái cây, rau ua trái cây. Và rất là dễ làm và thực hiện vào cái mùa hè này thì cực kỳ ngon. Mình sẽ làm cho người yêu của mình hay ba mẹ của mình hoặc là những người thân yêu trong gia đình của mình. Còn nếu mà ai mà muốn thưởng thức một cái ly rau ua trái cây như thế này thì chúng ta có thể đến Mâm Coffee. Có link bên dưới, có đường link bên dưới nhé. Chúng ta có thể đến Mâm Coffee để thưởng thức một ly rau ua trái cây như thế này nha. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Ok, của em. Chúc em ngon miệng nha. Và trộn đều cái ly trái cây lên để ăn ngon hơn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và mình muốn thưởng thức thì đến quán coffee nha. Bye bye, xin chào các bạn.